Xin chào tất cả quý anh chị cô chú, những nhà đầu tư, và xin chào tất cả những anh chị đồng nghiệp ha. Thì hiện tại Tài đang có mặt tại xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gửi đến cho quý anh chị một lô đất có tổng diện tích là 1.187 m² ha. Trong đó mình có mặt tiền đường nhựa thì được 44 m ha, là tính từ cái cọc bê tông này và chạy dài xuống dưới này được 44 m. Cái cạnh bên này á quý anh chị thì được 32 m, và cái cạnh phía bên kia á là được 27 m ha. Ở sau thì mình bị tóp hậu một tí xíu là còn 34 m. Đường thì đường nhựa, và cắt cái đường Mỹ Xuân Ngã Giao á thì chưa đầy thì 350 m ha. Đất của mình thì tương đối bằng phẳng, hiện tại thì quy hoạch là đất ở cây lâu năm, quy hoạch là cây lâu năm ha. Và Tài cũng nói giá bán luôn để cho quý anh chị được xem và tham khảo, nếu mà mình thấy lô đất ok thì mình xem ha, còn lô đất mà không ok thì quý anh chị có thể xem để tham khảo ha. Thì lô đất được chủ gửi bán với giá là 2.6 tỷ ha. 2.6 tỷ thì khi mà quý anh chị về xem đất mà mình thiện chí mua thì gặp chủ bớt thêm chỉ bớt thêm được cái lọc lá thôi ha, tại vì cái giá chủ gửi ra gửi cho Tài á là giá bán luôn á, chứ không phải là đưa lên để cái giá trả nha quý anh chị. Thì cái hướng này quý anh chị chạy ra 350 m nữa là ra cái đường Mỹ Xuân Ngã Giao ha. Thì từ vị trí lô đất mà quý anh chị đi lên lại ủy ban xã Lăng Lớn hay là mình đi về chợ Lăng Lớn thì cũng khá là gần ha, bán kính chỉ tầm khoảng 2 km là đầy đủ tiện ích ha. Thì trục đường này đang làm, và sau này là sẽ đưa dây điện điện nhà nước đồ vô luôn hết nha quý anh chị. Đường thì đường lên đường nhựa ha. Khu dân cư thì cũng khá là đông ha. Đất của mình thì ngay cái vạch đó và chạy tới chiếc xe cuốc đang làm đó quý anh chị. Đất của mình thì không vướng bất cứ cái quy hoạch gì hết ha. Đất sạch 100%. Hiện tại thì đã là sổ mới, muốn công chứng lúc nào thì công chứng ha. Thì từ vị trí mà Tài đang quay cho quý anh chị á, mà quý anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi về lô đất này thì tầm khoảng 55 km ha. Từ vị trí lô đất mà đi ra lại Ngã Giao thì đâu đó tầm khoảng 4 cây ha, ra tới trung tâm thương mại Ngã Giao á. Thì đất của mình thì trên đất thì hiện tại chủ không có trồng cái gì hết nha quý anh chị. Đất thì để trống, và hiện tại thì những cây bông lau nó mọc thôi, chứ còn trên đất thì cũng có trồng gì. Và ranh giới của mình thì đã rõ ràng, đã cắm cái cọc ở sau cũng cắm, ở trước cũng cắm ha. Đường thì đường thông thoáng ha, và giá thì cũng cực kỳ hợp lý luôn đó. Quý anh chị nào đang quan tâm một mảnh nhà vườn, tuy cái mảnh này cũng không lớn không nhỏ nhưng mà đủ diện tích để mình về mình có thể là mình làm view nghỉ dưỡng, hoặc là mình mua về để mình xây cái nhà mình an cư lập nghiệp ở cái khu vực ở huyện Châu Đức này ha. Thì Lăng Lớn nó giáp với Ngã Giao, giáp với Bình Ba luôn nha quý anh chị. Thì mình chạy ra khoảng 350 m, mà quý anh chị rẽ qua bên tay trái á, mình chạy về sẽ có hai công ty cũng khá là lớn ở huyện Châu Đức, là một là công ty Hoa Anh Đào, hai là công ty Minsen. Một công ty Minsen thì sức chứa khoảng hơn 10.000 lao động ở huyện Châu Đức vô đó làm ha. Một trong những công ty cũng có công việc làm để cho người dân địa phương và người dân ở xa ở ngoài tỉnh về để làm, để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống ha. Lô đất của mình nó bị một cái nhược điểm là nó bị tóp hậu thôi quý anh chị, chứ còn ra thì lô đất cũng rất là đẹp ha. Đó. Hướng đất của mình là hướng đông bắc nha quý anh chị. Đó. Nếu như quý anh chị nào mà hợp về cái hướng này có thể mình mua về mình xây nhà.
mình ở ha, tại vì ở đây thì khá là gần. Tuyến đường ở huyện Châu Đức thì đa số những tuyến đường mà nông thôn á, là sẽ làm lên nhựa hết nha quý anh chị, để đạt được nông thôn mới đó. Đó. Nên toàn bộ những tuyến đường là sẽ được thảm nhựa đường và được lắp đèn chiếu sáng luôn quý anh chị ha. Đó, khu dân cư rất đông, có chiếc xe đang thi công á. Tại vì chủ cũng đang rất là kẹt tiền cái về cái nợ nần của ngân hàng, rồi về công việc của gia đình, nên cần phải bán gấp. Nếu như anh chị nào quan tâm về cái mảnh nhà vườn này thì liên hệ cho Tài theo số điện thoại Tài để dưới phần mô tả ha. Quý anh chị nào cần tìm đất, hay là có đất chính chủ cần bán, hay là muốn quay video như lô đất này, thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của Tài. Tài sẽ tư vấn và đi quay cho quý anh chị và gửi bán cho quý anh chị ha. Sau đây Tài xin gửi cho quý anh chị sổ sách và cũng như bản test quy hoạch và vị trí của thửa đất, để cho quý anh chị được nắm rõ về thông tin của mảnh đất hôm nay ha. Nhựa thông thoáng ha. Hiện tại thì nhà nước đang làm đường, đang có xe lưu đường luôn ha anh chị. Chúng ta chạy theo trục đường này thì chúng ta sẽ vào tới vị trí đất. Và vị trí đất ngày hôm nay nó rất gần với lại hồ đá đen. Rất gần với lại khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, ngay chỗ hình ảnh trước mặt anh chị cô chú mình là hồ đá đen rồi đó. Kế bên hồ đá đen là thì khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức. Châu Đức là một khu công nghiệp nhẹ, rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều công ty sản xuất ở đây ha. Và vị trí đất của chúng ta nó nằm ngay chỗ đây đó, nằm ngay chỗ cái chấm màu đỏ đó. Đi trên một trục đường này thì mình sẽ chạy thẳng trục đường này là mình sẽ ra tới khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức ha. Nếu như đường chim bay anh chị cô chú mình mất tầm khoảng 2 km thôi. Còn nếu như mình đi con đường chính thống á, thì mình mất tầm khoảng 2,5 km là mình sẽ ra tới khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, chợ Suối Nghệ, rồi sân golf ha anh chị ha. Ở đây thì mảng xanh nó rất là nhiều, cho nên là không khí cực kỳ mát mẻ. Ưu điểm của thửa đất ngày hôm nay nó có mặt tiền dài, nó tới 43 mét mặt tiền dài. Đường thể hiện trên sổ, và một cạnh của chúng ta là gần 28 mét và một cạnh tới 36 mét là ha anh chị. Đó. Hiện tại thì xe lưu, xe ban, xe móc là đang làm đường, đang đổ đường, và đường ở đây là đường mặt đường rộng là khoảng 6 mét ha anh chị, đường nhựa nông thôn mới. Rồi, hình ảnh mà anh chị cô chú mình đang xem là tổng thể cái mảnh đất ngày hôm nay. Đất của chúng ta thì không có gì đặc biệt hết, nó chỉ trên một chỉ có cỏ. Cạnh bên này là mình được 36 mét ha. Đó, đây là cuối đất rồi, hàng ranh cuối đất ha anh chị. Này chỗ mấy cái cây cây tràm. Rồi đất của chúng ta trải dài vào tới cặp ngay chỗ cái nhà này. Đó. Hiện tại thì xe lưu với lại xe móc đang làm. Đó. Đất của chúng ta là nằm sát với lại cái nhà này ha anh chị ha. Phía trước cũng có nhà, phía sau cũng có nhà. Khu vực Châu Đức, khu vực Láng Lớn Châu Đức, loại đất thường loại đất ở đây là thường là loại đất mỡ gà. Và đất của chúng ta ngày hôm nay là cũng là đất mỡ gà ha. Còn về đất thì nó bằng đường, nó cũng không thấp hơn đường và cũng không cao hơn đường ha. Và hiện trạng là cốt hiện trạng chứ không phải là đất bồi đắp ha anh chị ha. Di chuyển theo con đường này tầm khoảng 150 mét là mình đã ra tới con đường Mỹ Xuân Ngã Giao. Thì trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng tầm khoảng 2 km thôi là mình đã ra tới thị trấn Ngã Giao. Thị trấn Ngã Giao là hướng này ha anh chị, và cũng trên hướng này anh chị sẽ về tới Hồ Tràm, về tới Xuyên Mộc luôn ha anh chị ha. Rồi, còn theo hướng ngược lại, anh chị sẽ về tới ngay chỗ ngã ba Mỹ Xuân. Đó, ngay chỗ con đường Mỹ Xuân Ngã Giao đó, anh chị chạy thẳng ngược lại là mình sẽ về tới ngã ba Mỹ Xuân, cách ngã ba Mỹ Xuân tầm khoảng 10 km thôi anh chị. 10 tới 12 km thôi. Con số phỏng đoán ha anh chị ha. Con số đo theo đường chim bay ha anh chị ha. Mật độ dân số ở đây là cũng có ha anh chị. Đó, mà đất của chúng ta là mảnh đất trống ha anh chị ha. Bên góc tay phải màn hình đó.
đi theo trục đường này là mình về tới khu công nghiệp Sona Deji Châu Đức nè. Kế bên Sona Deji Châu Đức là mình có một cái hồ đá bàn, rồi kế bên hồ đá bàn là có sân golf, có đồi cù Suối Nghệ, rồi có chợ Suối Nghệ. Ở đây mà nếu như anh chị cô chú mình di chuyển thì trong bán kính 1 cho tới 2 km là mình đầy đủ chợ, trường học, ủy ban, bệnh viện, khu công nghiệp và những công ty như công ty Misen, công ty Hoa Đào và khu công nghiệp Sona Deji Châu Đức rồi ha. Và thửa đất ngày hôm nay được chủ ra bán với giá là 2 tỷ 6 cho tổng diện tích là 1.187 m², trong đó sở hữu tới 43.5 m mặt tiền đường thể hiện trên sổ. Và đây là vị trí đất ha anh chị. Đó, hình ảnh, những hình ảnh trên cao trên đất. Và một cạnh ngắn nhất của chúng ta là khoảng 27 m, mà một cạnh dài nhất là khoảng 35-36 m ha anh chị ha. Được. Còn đây là sổ của thửa đất nha quý anh chị, tờ 28 thửa 34 tại xã Lăng Lớn ha. Diện tích là 1.187 m², quy hoạch là cây lâu năm. Hình dáng của miếng đất của mình ha. Sổ thì cũng rất là đẹp, mặt tiền rất là dài ha. Còn đây thì bản test quy hoạch của 2030 nha quý anh chị. Đất mình quy hoạch cây lâu năm ha. Mặt tiền thì được 44 m. Còn đây là vị trí của thửa đất của mình nha quý anh chị. Thì thửa đất của mình thì cái lô này nha quý anh chị. Nó đường thì thông thoáng. Và lô đất của mình thì rất gần với đường Mỹ Xuân Ngã Giao. Và cũng rất là gần với cái đường Láng Lớn Suối Nghệ luôn nha quý anh chị. Đó. Thì từ vị trí lô đất mà quý anh chị có thể di chuyển đi theo cái trục đường Suối Nghệ Láng Lớn nè, là sẽ đi ra hồ Đá Đen ha. Và ở đây thì có sân golf Châu Đức, mà một trong những sân golf đẹp nhất ở huyện Châu Đức ha. Ở đây thì có đồi cù và cụm khu công nghiệp Châu Đức ha. Chợ Suối Nghệ. Còn quý anh chị chạy theo trục đường của Mỹ Xuân Ngã Giao thì có thể về đây là ở đây là có chợ Láng Lớn, ủy ban xã Láng Lớn ha. Bán kính chỉ tầm 1 km trở về là đầy đủ tiện ích ha. Trục đường này là đường Mỹ Xuân Ngã Giao cũ nha quý anh chị. Đó. Trường cao Bá Quát, ở đây có chợ, trung tâm y tế ha. Đó. Một lô đất gần với đường lớn mà giá cũng cực kỳ đầu tư ha. Quý anh chị nào xem mảnh đất này mà đúng với nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì liên hệ cho Tài ha. Tài cũng xin phép kết thúc video từ đây và hẹn gặp tất cả quý anh chị cô chú ở những video mới nhất đến từ kênh của Tài. Nhớ bấm nút like cũng như đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất đến từ kênh của Tài ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đức Tài Bất Động Sản xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín về bất động sản. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi nhà đất, đất nền, đất dự án, đất xây dựng nhà xưởng, đất mặt tiền kinh doanh, nhà sổ chung, sổ riêng, hợp thức hóa giấy tờ nhà đất, hỗ trợ tài chính, tư vấn đầu tư bất động sản, tìm đất theo yêu cầu. Với phương châm mua chữ tín, bán niềm tin, cùng phong cách phục vụ chu đáo nhiệt tình, quy trình thủ tục nhanh chóng, minh bạch, chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ hoàn hảo với giá thành tốt nhất thị trường. Chi tiết liên hệ hotline Mr. Tài 0987272506. Đức Tài Bất Động Sản, đầu tư đúng hướng, khởi sinh thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.